Nói đến tenor, mọi người ai cũng nghĩ đến ngay dòng loa nghe nhạc cao cấp xuất xứ từ Anh. Hôm nay, Hùng Huyền Đông Anh xin mời các bạn thưởng thức chất âm tuyệt vời của một trong những đôi loa ở phân khúc bình dân của tenor đang được ưa chuộng tại Việt Nam. Đây là đôi loa Tainoi Temperi SE. Đôi loa này còn rất mới, gần như chưa sử dụng. Tất cả các chi tiết đều rất hoàn hảo. Loa có chìa khóa. Tất cả các chi tiết của đôi loa này đều rất đẹp, rất rất đẹp. Từ mặt trước đến mặt sau, góc cạnh, tất cả đều rất đẹp. Và đặc biệt, chất âm của nó thì chắc các bạn sẽ không thể nào chê được. Bây giờ, tôi sẽ mở nhạc, các bạn cùng nghe. Khi nào